Đó. Thì thông qua cái quá trình mà khi mà mình làm lĩnh vực về da, các anh chị thật sự là mình tiếp xúc và mình gặp gỡ rất nhiều bạn trẻ. Đó là gì, là rất nhiều bạn trẻ gặp mình với cái một cái vấn đề trên da. Đó chính là gì, là chăm sóc da không đúng cách và gặp rất nhiều trục trặc cho cái vấn đề làn da của mình. Xảy ra sự tổn thương trên bề mặt da của mình, và khi rất nhiều câu hỏi thì hầu như các bạn không có cái hiểu biết về da hết. Và các bạn chỉ là gì, chỉ là chăm sóc da với một cái quán tính tự nhiên, đó là thấy người ta chăm và sau đó là mình cứ học theo mình chăm. Thấy người ta nói là xài cái này đẹp là cứ cứ mua theo mà xài, có nghĩa là gì, là đua với nhau theo để sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc da. Và hiện nay thì hầu như là cái xu hướng làm đẹp thời điểm ngày nay các anh chị đã trẻ hóa rồi. Bắt đầu khoảng chừng 13 14 tuổi là các anh chị là bắt đầu, các bạn trẻ, các bạn nhỏ đã bắt đầu chăm sóc da rồi. Ở trong nhà của mình cũng vậy, có rất nhiều đứa cháu đứa em ở độ tuổi khoảng mười mấy tuổi thôi là bắt đầu là nó mua son môi nó xài rồi. Đó, bắt đầu là gì, là mua sữa rửa mặt nó sử dụng, bắt đầu nó chăm sóc da. Nhưng tuy nhiên các anh chị biết là một cái điều cực kỳ gọi là gì, là tệ hại với những cái vấn nạn là gì, là khi các bạn không có một hiểu biết về chăm sóc da và sau đó sử dụng đại một cái loại mỹ phẩm nào đó do một ai đó, và thậm chí là gì, mua đại ở đâu đó về xài thông qua một cái lời giới thiệu hoặc là một lời quảng cáo rất là gọi là gì, phi thường trên cái mạng xã hội hiện nay, thì nó thì khủng khiếp luôn. Và trước khi muốn chia sẻ cho các bạn, tất cả anh chị một cái phần chủ đề ngày hôm nay, có một cái đoạn video rất là hay, đó là gì, về ba cái câu chuyện về chăm sóc da vừa mới gửi tới các anh chị. Thì chắc có lẽ là sẽ nhờ bạn Thắng ha, hỗ trợ cho anh sẽ chiếu cái video lên. Giảm nếp nhăn, chống lão hóa, điều trị nám da, cho da tươi trẻ, giúp cải thiện làn da trắng sáng. Đây là những lời quảng cáo mỹ miều về công dụng thần kỳ của các sản phẩm làm từ nhau thai động vật đang được bày bán tràn lan trên mạng. Phóng viên có mặt tại một cửa hàng bán mỹ phẩm làm từ nhau thai trên địa bàn quận 12. Tại đây, người bán giới thiệu mặt nạ và sữa rửa mặt nhau thai cừu với công nghệ Nhật Bản, tác dụng làm đẹp thần kỳ khiến người mua như lạc vào ma trận. Có bao nhiêu phần trăm là nhau thai trong này chị? Cái này có nhau thai ngựa nữa và cũng rốn cừu. Không biết bao nhiêu phần trăm hết, nhưng mà nó chỉ ghi là có thành phần đó là những ăn sinh trắng sáng da, nâng tông da, phù hợp với cả những da nhạy cảm. Công nghệ Nhật Bản nhưng mà sản xuất gia công tại Trung Quốc và từ đó là xuất khẩu đi nhiều nước. Trên thực tế đã có không ít trường hợp gặp phải biến chứng do tin dùng các loại mỹ phẩm từ nhau thai. Điển hình như trường hợp của chị N, ngụ quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 4 ngày đắp mặt nạ nhau thai cừu, mặt chị bị ngứa, nổi nhiều mụn và nám đen. Theo quy định của Bộ Y tế, nhau thai phải được xử lý tiêu hủy như xử lý rác thải y tế theo quy trình khép kín được kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu không được xử lý tốt, trong quá trình điều chế có thể gây bệnh, đặc biệt là đối với những làn da nhạy cảm. Chợ Móng Cái, nơi hàng ngày cung cấp lượng lớn mỹ phẩm nước ngoài. Trong vai người kinh doanh mỹ phẩm, chúng tôi ghé vào một gian hàng đang bày bán hàng trăm loại kem trắng da. Chủ hàng cho biết loại nào cũng có, rồi chia ra hai hộp kem, giới thiệu là của Nhật và Thái Lan. Cả hai nhìn trông khá trang trọng, vỏ thì in màu trông khá bắt mắt, trong thì lót vải màu. Theo chủ cửa hàng, bộ này thường có 5 đến 7 lọ, từ kem ngày đêm đến sữa rửa mặt. Còn tặng kem một mặt nạ, kem dùng thử. Vậy mà chỉ có giá hơn 100.000 đồng. Và chị này cam kết da sẽ trắng siêu tốc. Quảng cáo là hàng ngoại, vậy mà thứ duy nhất đi kèm hộp kem là tờ hướng dẫn sử dụng. Chữ thì tiếng nước ngoài, đã thế còn in mờ và nhòe. Vỏ hộp dán kín tem, nào là tem nội địa, mã xuất xứ, nhưng tìm mãi không ra nguồn gốc sản phẩm. Thậm chí trên hộp rồi từng lọ kem không in hạn sử dụng. Chủ cửa hàng khẳng định đây là hàng nhái. Cách 3 thì làm kém. Đây là cái tùy đây theo là cái bộ tùy theo không? Cái yêu cầu của khách hàng thì em làm, khách hàng yêu cầu giá rẻ thôi. Tiếp tục sang một gian hàng khác. Kem làm trắng da được bày bán đầy tủ đến các giá. Chủ cửa hàng cho biết đây đều là những mẫu mới nhất và đang bán rất chạy. Chẳng hạn loại kem có cái tên khá mỹ miều là Hoàng Cung này, mỗi ngày tiêu thụ cả nghìn hộp. Tuy nhiên cũng chẳng có giấy tờ gì. Chúng tôi thử kiểm tra, nào ngửi rồi thoa lên da nhiều lần nhưng không phát hiện mùi gì bất thường, nếu chủ hàng không cho biết. Chị ơi, em nói thật
mỗi ngày từ chợ Móng Cái, Quảng Ninh. Theo các đầu mối, có hàng chục nghìn hộp kem trắng da được đưa đi tiêu thụ khắp nơi. Hầu hết đều không rõ nguồn gốc. Và thứ duy nhất cam kết với khách hàng là đẹp, an toàn, chính là những lời quảng cáo của chủ bán kem. Theo Viện Da Liễu Trung ương thì tại bệnh viện vẫn phải thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân đến khám sau một thời gian sử dụng mỹ phẩm nhái, và việc điều trị cho những trường hợp này thì gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi thời tiết đang vào thời điểm giao mùa như hiện nay. Hầu hết các bệnh nhân đều nhập viện với dấu hiệu biến chứng do dùng hàng dởm như da bị nổi mụn bọc, mụn trứng cá, mẩn đỏ, sưng tấy. Tuy nhiên, đây chỉ là những tác hại nhất thời do da tiếp xúc với những hoạt chất lạ. Nguy hiểm nhất là những biến chứng lâu dài về sau. Tùy theo từng loại hoạt chất có trong mỹ phẩm giả có thể gây ra mụn trứng cá, sạm da, teo da hoặc khô da, môi sưng, lở loét. Những tình trạng này nếu xảy ra thường xuyên và trong một thời gian dài sẽ làm da suy yếu khả năng đề kháng, mất chức năng bảo vệ và tái tạo da. Nghiêm trọng nhất là gây ung thư da, nhiễm trùng mạch máu. Xem đoạn phim này xong thì cho hỏi là bao nhiêu các bạn chúng ta đang sử dụng hoặc là đang xài một loại mỹ phẩm nào đó đó mà chúng ta không có biết nguồn gốc nó ở đâu hết. Có thể cùng nhau comment lên được không ạ? Có thể cùng nhau comment lên số 2 được không các anh chị? Cái nỗi lo lớn nhất của rất là nhiều bạn hiện nay đó chính là gì, là và hiện nay các cả nhà cũng biết rồi, đây là cái thời điểm dịch bệnh, thời điểm mà hầu như mọi thứ đều qua online hết. Đúng không? Mọi thứ đều qua online hết và chúng ta sẽ tiếp xúc, và thậm chí rất là nhiều những cái ngành nhãn hàng mỹ phẩm hiện nay bán rất chạy luôn và đa phần đều online. Và để làm điều đó thì thông qua cái đoạn clip cả nhà cũng thấy đó, đúng không ạ? Những cái đoạn quảng cáo mà thậm chí là rất là nhiều những cái nguy hiểm về chăm sóc da. Cho nên nếu ngày hôm nay chúng ta chăm sóc da mà chúng ta không có một cái gọi là gì lựa chọn đúng đắn, và chúng ta cũng không có một cái hiểu biết đúng đắn thì chúng ta chăm được đúng cái nhu cầu của da của mình mà chúng ta lại tùy tiện mua đại một loại mỹ phẩm nào đó, thì mọi người cảm thấy là gì, là có phải là nó sẽ rất là nguy hiểm không ạ? Rất là nguy hiểm về da của chúng ta, thậm chí là tới một thời điểm nào đó có thể là chúng ta sẽ không thể nào cứu vãn được làn da của mình luôn. Và khi mà mình xem cái đoạn clip này xong thì mình cảm thấy là rất là cần thiết chiếu cho mọi người xem. Bởi vì hiện nay là cả nhà biết không, một cái chợ đầu mối về mỹ phẩm giả luôn, một ngày như vậy là cung cấp khủng khiếp cho cả nước, và rất nhiều bạn bè của mình hiện nay là đang đua nhau để mua những cái sản phẩm đó về để bán online tại vì rẻ. Ok em ạ? Đó, nghe xong rồi và cả nhà có mong muốn là phải biết cách làm như thế nào để chọn đúng cái mỹ phẩm, cũng như là gì, là biết cách làm sao chăm sóc nhau cách hiệu quả để cho làn da chúng ta nó có thể giữ được một cái sức khỏe thật là tốt, và cái sức khỏe làn da mới đúng là cái quan trọng nhất cả nhà ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu buổi tối ngày hôm nay. Đó. Xem trong clip có ai thấy sợ không? ok rất là tuyệt vời ha. Rồi không làm mất thời gian cả nhà nữa. Trong quá trình mà Phụng làm việc trong lĩnh vực quốc gia và giảng dạy cho nhãn hàng mỹ phẩm, thực sự là gì, là rất là may mắn là khi mà mình có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Và hiện nay cả nhà biết không, trong cái lĩnh vực làm đẹp hiện nay, đây là cái chuyến công tác mình có cái cơ hội để cùng với một cái nhãn hàng tham gia vào cái chương trình, đó là hỗ trợ cho cái cuộc thi hoa hậu ở tại Việt Nam. Và có cái cơ hội được tiếp xúc và làm với rất nhiều hoa hậu, cũng như chụp được những tấm hình rất là quý. Và các nhà thấy là da hoa hậu đẹp không ạ? Rất là đẹp. Và ai cũng muốn là mình có cái làn da đẹp, đúng không? Và thời điểm hiện nay thì không phải là chỉ có nữ mới muốn chăm sóc da đâu. Và cả nam giới hiện nay, các bạn trai hiện nay cũng mong muốn có một làn da đẹp. Và thực sự luôn, đúng không ạ? Cái thời điểm hiện nay, cái sắc diện của mình ở bên ngoài rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng rất là nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, đúng không các bạn? Nó ảnh hưởng rất là nhiều khía cạnh. Khi bạn có một cái làn da đẹp, đúng không, thì cái sức hút của bạn trong công việc nó sẽ tốt hơn. Có một cái làn da đẹp thì sao, thì lúc đó cái công việc của bạn nó cũng sẽ tốt hơn. Và thậm chí là có một cái làn da đẹp thì trong cái tình duyên, trong cái tình cảm, tình yêu nó cũng sẽ tốt hơn. Và trong cái kinh doanh, trong kinh tế, cả nhà biết không, có một cái sắc diện đẹp, một cái làn da đẹp, một cái thần thái của một cái sắc đẹp tự nhiên ở trên da, nó còn ảnh hưởng tới cái phong thủy làm ăn nữa, trong cái kinh tế nữa cả nhà. Cho nên hiện nay Phụng có rất là nhiều những cái người bạn, những người anh chị là những người yêu thích chăm sóc sắc đẹp. Họ tìm đến mình và mình giúp cho họ có một cái hiểu biết đúng để họ chăm sóc da cho họ. Thì nó giúp cho họ thay đổi được rất nhiều thứ. Cho nên cái việc mà bản thân của mình có một cái làn da đẹp nó cực kỳ quan trọng. Và không phải chỉ là đẹp tức thời cả nhà nha. Mà chúng ta cần phải có cái quan niệm là gì, là chúng ta phải giữ cho da của chúng ta phải là đẹp bền vững. Đó là phải đẹp lâu dài. Và càng chăm nó càng đẹp, và càng chăm nó phải càng khỏe. Đó.
Chứ không phải giống như là những cái loại mỹ phẩm mà hiện nay chúng ta vừa xem lộ video á, là gì, là khi chị xức cái mỹ phẩm này lên rồi đến lúc mà nó đẹp rồi là chị không được buông nha. Buông ra một cái là nó xấu liền, cả nhà thấy khủng khiếp á. Thì đó là những cái loại mỹ phẩm hiện nay trên thị trường rất là nhiều, đơn giản ra là bởi vì sao, bởi vì nhu cầu, mọi người muốn đẹp nhanh nhưng mà muốn xài hàng rẻ khó lắm đúng không ạ? Rồi ok, thì ngày hôm nay cũng chia sẻ cho cả nhà về những cái thông tin và những cái bài học rất là hay, và có thể nói là nó sẽ góp phần cho cả nhà có một cái hiểu biết đúng để mình chăm sóc chính cái làn da của mình. Nói thẳng ra là gì, mình phải làm chủ làn da của mình đúng không ạ? Mình phải làm chủ sắc đẹp của mình, cũng giống như là gì, sức khỏe mình mỗi ngày vậy đúng không? Mình muốn khỏe thì mình cũng phải hiểu biết để mình có sức khỏe tốt, và làn da của mình cũng vậy. Muốn làn da mình nó đẹp thì mình phải chăm đúng cách. Rồi làn da mình muốn có một làn da đẹp, có câu hỏi đặt tới mọi người nè, cả nhà mong muốn là mình muốn có một cái làn da là xài một cái gì đó vô, tức một cái gì đó vô cái nó đẹp liền trong khoảng chừng tuần 2 tuần, rồi sau đó có cái gì một lần nó tỏa sáng, rồi sau đó bắt đầu là gì, là nó le lói giữa đêm, hay là cả nhà muốn là gì, là cái sắc đẹp của mình nó sẽ càng ngày nó sẽ càng khỏe hơn, càng đẹp hơn, và nó đẹp một cách bền vững mà nó luôn luôn giữ cái sức khỏe của làn da. Cả nhà muốn chọn cái nào? Một là đẹp liền đúng không, đẹp nhanh nhưng mà sau đó nó không bền. Hai đó là gì, vừa đẹp nhưng mà nó lại rất bền vững và càng ngày nó càng khỏe và càng ngày càng đẹp hơn. Đó, muốn chọn một hay chọn hai ạ? Và những anh chị, những người bạn nào mà chúng ta đang có mong muốn là chọn số 2 đúng không? Thì ngày hôm nay mọi người chúng ta ở trong cái phòng Zoom này rất là chính xác rồi đó. Và hiện tại là chúng tôi đang cùng nhau là xây dựng ra một cái câu lạc bộ về chăm sóc sắc đẹp tại nhà, và hướng dẫn cho mọi người chúng ta hiểu biết được cái việc làm đẹp làm sao cho nó hiệu quả, và tự mình làm đẹp chính mình luôn, tự mình có cái hiểu biết để chăm sóc làn da của mình luôn. Được không ạ? Rồi. Ok. Và cái điều quan trọng nhất chính là gì, đó là khi chúng ta bắt đầu chăm sóc da, cả nhà hãy nhớ một điều thế này, đó là hãy quan sát làn da chúng ta mỗi ngày ha, hãy quan sát làn da của mình mỗi ngày. Nếu như ngày hôm nay tất cả anh chị chúng ta đang sử dụng một loại mỹ phẩm nào đó ha, một loại mỹ phẩm nào đó chúng ta đang thoa trên da, hãy quan sát và hãy cảm nhận, đó là gì, xem coi da chúng ta nó có khỏe hơn mỗi ngày hay không, hay là chúng ta thoa nó lên trắng thì có trắng đúng không ạ, đẹp thì có đẹp, nhưng mà sao ạ, nhưng mà cảm thấy cái da nó không khỏe. Vậy thì cái da nó khỏe là như thế nào? Đó là nó có một cái nền da rất là chắc chắn, đúng không ạ? Một cái nền da rất là chắc chắn, có một cái độ dày nhất định, và một cái nền da luôn là gì, luôn luôn có một cái độ tươi mới của nó, có cái độ ẩm rất tốt đó. Và da không được mỏng, đúng không ạ? Da không được thấy chỉ máu đó. Da mình không phải được mỏng tanh đó. Thì đó là cái làn da khỏe đó. Và khi mà cái làn da chúng ta thực sự khỏe như vậy thì lúc đó nó mới giữ được một cái vẻ đẹp bền vững cả nhà. Còn nếu mà chúng ta sử dụng mỹ phẩm lên mà chúng ta quan sát càng ngày chúng ta cảm thấy cái da của mình hình như nó đang có vấn đề, thì nên mình bắt đầu nên kiểm tra lại ngay mình đã chăm sóc da đúng chưa, đúng không ạ? Rồi vậy ngày hôm nay để chúng ta chăm sóc làn da mà thực sự đúng đắn á, và hiện nay có rất nhiều vấn đề da đúng không ạ, đang diễn ra trên xã hội của mình, rất nhiều vấn đề da luôn, nhưng mà để chúng ta chăm sóc một làn da đúng đắn thì cả nhà cần hiểu cái bài học này. Đó là gì, là một cái bài học về khoa học về làn da. Khoa học về làn da có nghĩa là ở bên trong da chúng ta đang làm cái gì, làn da chúng ta nó đang như thế nào và mình chăm sóc nó ra sao. Chính chúng ta phải hiểu cái điều này, được không ạ? Thì đây là cái cấu trúc của làn da. Đây là cấu trúc của làn da của chúng ta, các bạn, các anh chị. Làn da chúng ta hiện nay là gì, là trong da chúng ta nó sẽ có khoảng 3 cái lớp da, được không ạ? Đó là 3 cái lớp chính. Cấu trúc sẽ có 3 lớp da, là 3 lớp chính. Phía bên trên của bề mặt á, nó được gọi là lớp biểu bì. Đây là cái lớp da cực kỳ quan trọng, nó thể hiện sắc đẹp chúng ta bên ngoài. Đó là lớp biểu bì da chúng ta trên bề mặt. Và anh chị biết không, riêng cái lớp biểu bì da này thôi nó đã có thêm 5 lớp nữa, gọi là có thêm 5 cái lớp nhỏ nữa. Và trong cái 5 cái lớp nhỏ này nó có rất nhiều chức năng, và nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng, đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng cho việc là gì, là bảo vệ cái làn da chúng ta đó. Cho nên là gì, cho nên chúng ta cần phải hiểu, và để chúng ta chăm sóc tốt cái lớp biểu bì này đó, thì chúng ta cần phải gì ạ, chăm đúng cái nhu cầu nó cần đó. Trên cái lớp biểu bì này chúng ta nó đang cần cái điều gì, chúng ta cần chăm sóc ra sao, mỗi ngày cần chăm mấy lần, chúng ta cũng phải biết cách chăm, được không ạ? Thì đây là cái cấu trúc về 3 lớp da của mình cả nhà. Đó, và trong cái 3 lớp da này nó có một cái điều cực kỳ quan trọng, đó chính là gì? Là nó có một cái lớp bảo vệ để giúp cho cái làn da chúng ta nó khỏe mạnh ở trên da của mình. Và khi chúng ta chăm sóc da mà sai phương pháp, chăm sóc da sai cách, nó sẽ tổn hại cái lớp biểu bì đầu tiên. Cả nhà ha, cái lớp biểu bì đầu tiên chính là cái cấu trúc bề ngoài của chúng ta. Và bên dưới lớp biểu bì của làn da thì sẽ có lớp trung bì rồi lớp hạ bì. Đó, và nếu như cả nhà chúng ta mong muốn là gì hiểu sâu hơn thì chúng ta sẽ có những cái buổi chúng ta học sâu sắc hơn. Rồi, ok ha. Và khi chúng ta chăm sóc da của mình mà sai phương pháp thì nó sẽ dẫn ra rất nhiều những cái vấn đề về da như trên này.
Đó, và hiện nay các nhà thấy nè, rất nhiều những vấn đề về da mà xã hội chúng ta đang gặp phải nè. Ví dụ như là gì, làn da có lỗ chân lông to đúng không ạ, bị mụn cám, mụn dưới da vân vân. Rồi dạ, có những người thì làn da bong tróc, da khô đúng không? Khô cằn bong tróc. Và có những người thì làn da rất là mỏng đúng không? Làn da mỏng và da suy yếu. Rồi có những người thì da mụn và làn da nám, rồi những vấn đề lão hóa. Thì đây là những cái vấn đề mà thường gặp nhất mà hiện nay chúng ta đang thấy trên cái thị trường. Thì cho hỏi là trong khám phòng hôm nay có bao nhiêu bạn, bao nhiêu anh chị chúng ta đang gặp một vấn đề trong các vấn đề trên đây. Có thể cùng nhau comment lên được không ạ? Comment lên số 2 được không ạ? Mình đang gặp một vấn đề trong những vấn đề Phụng vừa chia sẻ cả nhà. Ok không ạ? Thì cho nên khi mà cái làn da chúng ta mà chăm sóc không đúng cách, không đúng nhu cầu thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề. Và cái vấn đề quan trọng nhất đầu tiên nó sẽ dẫn đến đó chính là gì? Làm cho sức khỏe của da chúng ta sẽ kém đi. Cả nhà ha. Và khi cái sức khỏe của làn da bắt đầu nó kém đi thì nó sẽ dẫn đến những vấn đề khác. Cho nên là gì, hiện nay trong cái khoa học về chăm sóc da trên toàn cầu luôn cả nhà nha, trên toàn thế giới luôn, rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm lớn người ta phải đầu tư rất nhiều tiền bạc, rất nhiều tiền của vào các nhà khoa học để nghiên cứu để làm sao có thể là tạo ra được những cái mỹ phẩm và có thể thẩm thấu và nuôi dưỡng được cái làn da. Và hiện nay cái nhu cầu là gì, là các nhà khoa học họ đang tập trung vào việc là gì, phải làm sao có thể nuôi được cái làn da có một sức khỏe tốt, thì lúc đó da chúng ta mới có thể là gì, là có một được một sắc đẹp bền vững, chứ không phải là gì, là chúng ta chăm sóc da đẹp tức thời. Đó, thì đây là những vấn đề mà hiện tại Phụng vừa nói lúc nãy cho cả nhà mình xem. Đó, rất là nhiều vấn đề. Đó, nhưng mà hiện tại thì chắc chắn có rất nhiều gặp một vấn đề, nhiều người gặp 2, 3, 4 vấn đề trong đây luôn. Đó, và mỗi một cái vấn đề như vậy chúng ta cần phải hiểu sâu sắc về nó. Đó, thì sau phần Phụng ngày hôm nay thì có một cái phần chia sẻ cực kỳ hay dành cho những cái nhóm anh chị mà đang có vấn đề mụn. Đó. Vậy thì để mà chúng ta chăm sóc được tất cả những vấn đề này nè, cái điều đầu tiên mà chúng ta muốn chăm và chúng ta cũng cần phải hiểu đó là khía cạnh là gì, là da bạn phải khỏe trước đã, đúng không? Nếu ngày hôm nay chúng ta đang bị nám mà chúng ta tập trung vô chúng ta xử lý cái vết nám đó ngay mà chúng ta không hiểu biết gì hết, đó là gì, là chúng ta nghe những ai đó người ta nói là gì, là sức nám này lên sau khoảng chừng mà 3 tuần là nó bay nám sạch hết, có nghĩa là gì, là nó không tập trung vào sức khỏe da, nó chỉ lột cái nám ra rồi sau đó là gì, là hết nám ngay. Nhưng sau quá trình đó thì cái sức khỏe da của bạn bắt đầu đi xuống thì cái việc mà tái hình thành lên cái vấn đề nám của da nó lại càng càng nặng hơn, và thậm chí càng ngày da càng mỏng, càng ngày da mình càng hư hơn nữa các chị. Đó, hoặc là có rất nhiều bạn là gì, là bị mụn mà mình không bị xử lý đúng cái gốc của cái mụn thì sao, thì cái da mình nó không cải thiện. Đó, rồi cái da mình yếu, mình không xử lý. Cho nên là gì, cho nên tất cả vấn đề ở trên Phụng chia sẻ cả nhà, để chúng ta khắc phục được nó, cái điều quan trọng đầu tiên mọi người phải cần phải có cái quan điểm đúng, đó chính là gì, là phải chăm được sức khỏe của làn da, phải làm cho da mình khỏe lên trước đã. Thì khi mà da mình khỏe rồi thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết rất dễ dàng. Còn khi mà da mình chưa khỏe mà mình làm bất kỳ một cái điều gì đó từ thẩm mỹ hoặc là từ những cái công cụ thẩm mỹ để xử lý trên da, nó sẽ gây thiệt hại rất lớn cho da và gây tổn thương rất lớn cho da. Cả nhà ha. Và để cái làn da của chúng ta thực sự khỏe mạnh á, thì cả nhà cần phải suy nghĩ tới vấn đề thế này nè. Nó đến từ hai cái nguyên nhân. Một đó chính là gì, ngoại sinh, và hai là nội sinh. Ngoại sinh có nghĩa là gì? Là sự tác động từ bên ngoài. Sự tác động từ bên ngoài. Có nghĩa là ngày hôm nay nếu chúng ta chọn một mỹ phẩm không tốt, chăm sóc ở bên ngoài, nó cũng sẽ gây tổn thương da chúng ta. Đúng không ạ? Cái môi trường sống của chúng ta nó cũng tác động lên cái làn da của chúng ta. Nếu như ngày hôm nay chúng ta ở trong cái môi trường quá nhiều bụi bặm, quá nhiều cái không khí ô nhiễm mà chúng ta không biết cách gọi là gì, là làm sạch da mỗi ngày một cách hiệu quả, thì nó cũng gây tổn hại cho da chúng ta. Đó. Rồi gì ạ? Rồi cái cách chăm sóc da chúng ta sai cách nó cũng ảnh hưởng tới làn da chúng ta. Đúng không ạ? Chính là gì, ngoại sinh. Rồi như là gì, bên ngoài tác động rất nhiều từ những cái môi trường, từ ánh nắng, từ tia tử ngoại, đúng không ạ? Hiện nay nếu chúng ta chăm sóc da mà chúng ta không biết chống nắng, không biết bảo vệ, nó cũng sẽ gây tổn thương ở da, nó làm da chúng ta suy yếu. Đó, thì đó được gọi là cái ngoại sinh. Còn nội sinh là gì anh chị? Nội sinh nó ảnh hưởng từ chính cái gì? Chính cái yếu tố từ bên trong sức khỏe của các anh chị. Có rất là nhiều người khi đến gặp Phụng da gặp vấn đề là từ chính cái cơ thể của họ, có nghĩa là họ sức khỏe không tốt. Đó, thì lúc đó chúng ta cần phải hiểu biết để giải quyết triệt để vấn đề về sức khỏe của mình. Đó. Và cái yếu tố về vấn đề là gì, ăn uống cân đối được dinh dưỡng, bổ sung được đầy đủ dinh dưỡng, ăn uống được nhiều rau củ quả, nó cũng cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn tới của làn da chúng ta. Anh chị hình dung không ạ? Cho nên là gì, cho nên là cái khả năng gọi là gì, sinh trưởng như tế bào da mới cũng như là collagen mới, nó ảnh hưởng từ nội sinh rất là nhiều. Đó, thì đây là hai cái khía cạnh mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của làn da. Và khi chúng ta chăm sóc thì chúng ta cũng phải chăm sóc được cả hai khía cạnh này, đó chính là gì, chăm sóc được từ bên ngoài và chăm sóc được từ bên trong luôn, thì nó mới đạt được một cái hiệu quả cao nhất. Đúng không ạ? Rồi.
Cho nên là gì? Làn da khỏe nó là một cái yếu tố cốt lõi các chị ha. Làn da khỏe là yếu tố cốt lõi để cải thiện mọi vấn đề. Cả nhà nhớ câu nói này nha. Một cái làn da khỏe là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Và khi da chúng ta gặp bất kỳ vấn đề gì, chúng ta hãy đặt ra câu hỏi rằng da bạn, da mình có khỏe chưa? Nếu chưa khỏe, tập trung cho nó khỏe trước đã. Và suy nghĩ ra gì? Vậy xài cái mỹ phẩm nào lên nó khỏe, cái mỹ phẩm nào có thể thẩm thấu vào da để nuôi dưỡng làn da mỗi ngày. Đắp một cái, bất kỳ một cái gì lên cũng phải suy nghĩ, đắp cái đó lên nó có thấm vào da hay không. Đúng không? Có rất là nhiều người hiện nay là gì, là thích đắp mặt nạ trái cây rồi xay đại trái cây đắp lên da. Vậy thì đặt ra câu hỏi là khi chúng ta xay trái cây, chúng ta xay sữa, xay đủ cái kiểu hết, chúng ta đắp lên da, theo cả nhà nó thấm vào da hay không? Một câu hỏi đặt ra và nhiều người không biết. Và chia sẻ cả nhà một điều gì, hoàn toàn rất khó thấm vào da chúng ta. Bởi vì cái làn da chúng ta chính là gì, là trên làn da chúng ta, cả nhà hình dung một điều thế này nè, da là lipid, có nghĩa là chất béo. Nếu chúng ta đắp một cái gì lên mà từ dạng là gì, là vitamin tan trong nước, một loại trái cây là dạng nước, thì nước không thể nào thấm vào da được cả nhà. Vậy nếu như ngày hôm nay mình cứ suy nghĩ, mình cứ suy nghĩ, mình tư duy thì là mình sẽ cảm nhận thấy những điều này cực kỳ đúng. Nếu như ngày hôm nay da mà mình thấm nước thì chẳng khác là giống như cái khăn mà chúng ta giặt với nước, nó thấm vô một cái bắt đầu nó phồng lên, đúng không ạ? Cho nên da chúng ta không thể nào thấm được nước cả nhà, anh vô ạ. Và không, rất khó để thấm những cái dinh dưỡng, những cái dưỡng chất mà gọi là gì, đến từ các loại trái cây, rau củ quả. Cho nên nếu chúng ta đắp nó vào trên da chúng ta mà chúng ta không hiểu biết, chúng ta càng đắp da chúng ta lại càng tổn thương. Và nhiều khi chúng ta đắp những cái loại trái cây mà nó có quá nhiều những cái gì, những cái chất nhựa, những cái chất gọi là gì không tốt trong trái cây đó, thì nó vô tình nó làm tổn thương. Và hiện nay mình nhìn thấy có rất nhiều chị em phụ nữ là hay đắp trứng gà, đúng không? Đắp trứng gà lên để cho nó đẹp da. Nhưng mà khi mà cả nhà chúng ta về chúng ta nghiên cứu ra thì sao? Cái trứng gà cả nhà biết không ạ? Nó là một cái dạng gọi là chất mà nó có cái tính kiềm cực mạnh. Đó là tính tẩy cực mạnh. Cho nên khi chúng ta chỉ cần lấy cái giấy quyền, chúng ta bỏ cho cái trứng gà thôi, nó nổi lên một màu xanh rất là đậm luôn. Thì đây là có tính kiềm cực mạnh và nó sẽ làm phá vỡ được cái lớp biểu bì trên da chúng ta, và sau đó nó bóc được cái lớp biểu bì đó ra và nó làm cho da non ta trồi ra cả nhà. Cho nên cái trứng gà thấy nó là tự nhiên nhưng không phải tự nhiên như vậy là tốt đâu. Đó, một vài điều muốn chia sẻ cả nhà. Rồi, cho nên là gì? Cái yếu tố về làn da khỏe mạnh nó là cái cốt lõi để cho da mình đẹp. Ha, cả nhà nhớ điều này ha. Vậy thì làm sao để mình chăm sóc cho làn da mình khỏe mạnh? Và hiện nay có một cái nghiên cứu khoa học cực kỳ tuyệt vời của một trong những hơn 1.000 nhà khoa học trên thế giới các chị, của một thương hiệu mỹ phẩm đứng đầu thế giới hiện nay, và mình có cơ hội làm việc với thương hiệu mỹ phẩm đó, và anh chị biết không ạ? Và họ phát hiện ra những nghiên cứu mới nhất hiện nay về làn da, đó chính là gì, là họ có một cái nghiên cứu, và nghiên cứu này được cấp bằng phát minh của họ, đó chính là sức khỏe của làn da chúng ta nó đến từ 5 yếu tố rất quan trọng. Có nghĩa là ngoài cái 3 cái lớp da ra thì cái làn da chúng ta nó còn có 5 cái hàng rào bảo vệ trên da nữa, cả nhà ha. Và năm cái hàng rào bảo vệ trên da này, nếu như chúng ta chăm đúng được cái nhu cầu để làm cho năm cái hàng rào này nó chắc chắn thì da chúng ta sẽ đẹp rất bền vững. Còn nếu chúng ta chăm sóc da mà không đúng được cái nhu cầu năm cái hàng rào này thì da chúng ta sẽ càng ngày càng hư, càng ngày sẽ càng suy yếu, càng ngày sẽ càng không thấy đẹp nữa. Cho nên là chúng ta bỏ rất nhiều tiền của ra, mất rất nhiều thời gian nhưng mà cảm thấy da mình không hài lòng. Vậy thì năm chức năng là như thế nào? Đầu tiên nè, là cái chức năng đầu tiên bên dưới này nè, được gọi là chức năng miễn dịch. Đây là cái chức năng gọi là hàng rào đầu tiên trên da chúng ta, đó là hàng rào bảo vệ. Từ cái lớp bên trên cho tới ở bên phía bên dưới cái gì đó được gọi là hàng rào bảo vệ, thì cái này nó nói tới khả năng kích ứng và dưỡng trên da. Có nghĩa trên da chúng ta đó, chúng ta phải làm sao làm sạch da thật tốt mỗi ngày để làm gì, để cho tất cả những cái vi khuẩn trên da chúng ta nó không phải nằm trên da chúng ta, bụi bẩn nó không phải nằm trên da chúng ta đó. Và cái việc mà chúng ta gọi là gì, chăm sóc đúng cái hàng rào bảo vệ này, nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Và trong cái hàng rào bảo vệ da này, cả nhà biết không ạ, khi chúng ta chọn một loại mỹ phẩm, chúng ta tác động, đặc biệt là sản phẩm sữa rửa mặt, sản phẩm làm sạch, chúng ta tác động lên da, đó là gì, là chúng ta phải biết chọn được mỹ phẩm không có những cái gọi là cái hoạt chất tẩy quá mạnh, cái hoạt chất gọi là làm sạch từ hóa chất quá mạnh. Nếu chúng ta không biết cách lựa chọn, chúng ta mua những cái loại hoạt chất rửa mặt bằng gì, những hoạt chất tẩy bề mặt, thì nó sẽ làm gì, mất cân bằng đi cái độ ẩm trên da, và nó làm mất cân bằng đi cái khả năng miễn dịch trên da, và từ đó nó sẽ gây ra vấn đề kích ứng dưỡng. Cho nên rất nhiều người hiện nay khi chăm sóc da không tốt cái chức năng đầu tiên này thì càng ngày da họ sẽ càng bị tình trạng là gì? Là miễn dịch kém, có nghĩa da của họ bị mất cân bằng. Cho nên các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều người họ nói là gì? Ôi, da chị là nhạy cảm lắm, khó xài mỹ phẩm lắm, xài hầu như là không có được. Đúng không? Thì đó là những cái gì, những cái vấn đề mà rất là nhiều người họ đã phá vỡ đi cái chức năng miễn dịch trên da của họ rồi. Cho nên là gì? Cho nên sau này khi sử dụng các loại mỹ phẩm khác rất là khó. Đó, tại vì cái da bắt đầu nó đã yếu đi. Đó, đây là cái điều đầu tiên.
Và cái điều thứ hai đó chính là gì? Đó là cái chức năng dưỡng ẩm trên da. À, chức năng sinh hóa là hàng rào dưỡng ẩm trên da. Hàng rào dưỡng ẩm đó chính là gì ạ? Là một trong những cái hàng rào cực kỳ quan trọng để nó giữ cho tất cả tế bào da của chúng ta luôn đủ độ ẩm và luôn có một sức khỏe chắc chắn để chống lại tất cả tác nhân khi tiếp xúc với môi trường. Đó. Và nếu như chúng ta chăm sóc da mà chúng ta không duy trì được cái độ ẩm cho từng cái tế bào da của chúng ta thì tế bào da của chúng ta sẽ bị tổn thương. Đó, sẽ bị suy yếu đi. Và cái chức năng dưỡng ẩm cực kỳ quan trọng là một điểm đó gì? Nó là cái chức năng nó giúp cho tế bào mới của chúng ta sinh sôi nảy nở ra. À, là da chúng ta sẽ có cái tế bào mới, nó sẽ sinh ra từ ở bên dưới đáy của da và nó trồi lên trên bề mặt da của chúng ta. Trong vòng khoảng chừng là gì? Là 2 tới khoảng 4 tuần. Đó, cứ sau khoảng 4 tuần, 28 ngày là da chúng ta sẽ thay mới một lần. À, 28 ngày da mình thay mới một lần, cho nên khi chúng ta chăm sóc đúng á, cả nhà sẽ phát hiện ra cứ khoảng 28 ngày mình thấy da mình đẹp lên lần. Cứ 28 ngày da mình đẹp lên lần. Bởi vì sao? Bởi vì da chúng ta đủ được cái độ ẩm thì cái chức năng hàng rào độ ẩm này nó quyết định cho da chúng ta nó luôn luôn tươi mới và cái tế bào mới nó sinh ra luôn luôn khỏe. Đó, và chúng ta cần phải chăm sóc được cái chức năng này. Được không ạ? Rồi, cái tiếp theo. Một trong những nghiên cứu mà có thể nói là đột phá trong cái công nghệ chăm sóc da hiện nay đó chính là gì? Đó là nghiên cứu về cái hệ vi sinh trên làn da chúng ta. Có nghĩa là ở trên làn da của tất cả các bạn, tất cả các anh chị hiện nay, chúng ta đều có gì? Một cái lượng gọi là vi khuẩn ở trên da. À, nó giống như trong đường ruột của mình vậy, đó là hại khuẩn và lợi khuẩn. Đó, và trong cái khoa học về chăm sóc da người ta nghiên cứu là gì? Nếu như ngày hôm nay bạn chăm sóc làn da của bạn mà bạn phá hủy đi cái chức năng của lợi khuẩn, đó, thì trên da của bạn nó sẽ phát triển rất nhiều vi nhân sinh mụn, đó là vi khuẩn sinh mụn trên da. Đó, và vi khuẩn gây viêm nhiễm trên da, vi khuẩn gây kích ứng trên da. Đó, và khi mà bạn sử dụng các loại mỹ phẩm mà không đúng cách, mỹ phẩm hóa chất quá nhiều, thì đồng thời bạn đang giết chết đi rất nhiều loại vi khuẩn có lợi trên da của bạn. Thì từ đó làm cho chức năng gọi là gì, đề kháng của da bạn nó sẽ suy yếu. Đó, nó sẽ suy yếu và thậm chí nó có thể gây cả vấn đề ung thư da luôn cả nhà. Đó, cho nên hiện nay là gì? Hiện nay cái điều tuyệt vời là gì? Là khi chúng ta tìm được cái loại mỹ phẩm chúng ta có thể nuôi dưỡng được cái hàng rào gọi là gì? Cái hàng rào vi sinh này. Nó làm cho cái lợi khuẩn trên da chúng ta nhiều hơn hại khuẩn và sức khỏe da nó luôn luôn chắc chắn, thì lúc đó da mình sẽ cực kỳ khỏe mạnh. Đúng không ạ? Đặc biệt cái điều này nè sẽ lưu ý rất nhiều cho những bạn bị mụn. Những bạn bị mụn và đặc biệt là những bạn bị mụn viêm. Hiện nay thì lát nữa các bạn sẽ được nghe một cái bài về mụn viêm cực kỳ hay. Đúng không? Rồi, hàng rào thứ thứ tư, hàng rào thứ tư đó được gọi là gì? Là cái hàng rào tự nhiên. Và cái hàng rào đó nó sẽ có một cái chức năng, đó là chức năng điều màu sắc của da, làm cho da chúng ta trắng sáng, đúng không ạ? Hay làm cho da chúng ta bị đen đúa, hay là làm cho da chúng ta bị sạm nám. Và nếu như chúng ta và với hàng rào này nè, nó được gọi là gì? Nó được gọi là khả năng tự chống lại tia UV, là tự chống lại ánh nắng nha. Cái này là khả năng tự nhiên của da cả nhà nha. Và hiện nay cả nhà thấy là trên thị trường có rất nhiều những cái sản phẩm mà nó quảng cáo là gì, là uống cái viên trắng da đó. À, thực chất ra là gì, là bên trong những cái viên trắng da đó, bên trong những cái dinh dưỡng thành phần ở bên trong thì nó cũng là những cái thành phần vitamin C, vitamin E và các gọi là dinh dưỡng, nó tăng được cái gì, cái sức khỏe bên trong tế bào da, nó làm cho da chúng ta tăng khả năng chống nắng đó. Và khi dùng được nhiều vitamin C thì sao, thì cái da chúng ta nó sẽ giảm cái sức bên trong thôi đó. Cho nên là gì? Cho nên là với cái chức năng sắc tố này, cái điều quan trọng nhất chúng ta muốn chăm sóc da mình tốt thì chúng ta phải làm sao là gì? Là tăng khả năng bảo vệ trên da của mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là chúng ta phải đưa được những cái dinh dưỡng hoặc là những cái mỹ phẩm nó có những cái dinh dưỡng để tăng khả năng chống oxy hóa vào da. Tăng khả năng chống oxy hóa vào da, tăng khả năng gọi là nuôi dưỡng từng tế bào da, thì lúc đó là cái hàng rào gọi là sắc tố này nè, nó sẽ làm cho da chúng ta luôn luôn điều màu, luôn luôn rạng rỡ. Nó không có bị rối loạn cái việc sản xuất những cái sắc tố đen, đó là sắc tố melanin trên da. Đúng không? Còn nếu chúng ta chăm sóc sai thì đương nhiên khi chăm sóc sai da mình tổn thương thì sao, thì cái lượng sắc tố melanin trên da, lượng sắc tố đen trên da nó sản xuất ra quá nhiều, thì lúc đó nó tạo thành nám đó. Cho nên ngày hôm nay những người mà đang bị vấn đề nám, chỉ cần chúng ta thực sự chăm sóc đúng, nuôi đúng cái sức khỏe của da thôi, thì tự nhiên nám nó cũng sẽ hết, nó cũng sẽ cải thiện từ từ, đúng không ạ? Rồi, và cái hàng rào cuối cùng đó chính là gì? Đó là cái hàng rào, cái hàng rào gọi là hỗ trợ, nó được gọi là gì, là chức năng vật lý. Nó giống như nó được gọi là cái chức năng để ổn định cấu trúc của da chúng ta đó. Thì với cái hàng rào này nè, nó liên quan tới cái protein bên trong da, nó liên quan tới những cái sợi collagen, người ta hay đặt hay hay gọi là sợi đàn hồi và sợi săn chắc cả nhà ha. Đó, thì bên trong cái làn da chúng ta đó, ở dưới cái lớp trung bì và trên từng cái tế bào cấu trúc da của mình đó cả nhà, thì nó có một cái lượng collagen rất là lớn. Đấy, lượng collagen rất là lớn.
Nhưng mà theo cái độ tuổi, theo cái thời gian mà chăm sóc da mà không đúng cách nữa thì cái lượng collagen càng ngày nó sẽ càng chết đi, nó càng không sản xuất ra nhiều hơn. Đó, thì có cái nghiên cứu là gì, là cái lượng collagen trên da chúng ta sẽ theo mỗi cái độ tuổi nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó, thì trong cái hàng rào này, cái hàng rào này nó có một cái gì, một cái trong cái khoa học người ta gọi là chất nền ngoại bào. Cái chất nền ngoại bào ở trong cái hàng rào về cái gì, vật lý đây nè, nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng, đó chính là gì, đó chính là nó sản xuất ra cái enzyme để tạo ra collagen cả nhà ha. Và nó có hai cái enzyme đi song song, đó là một cái là gì, tạo ra collagen, cái thứ hai là hủy collagen. Thì đây là hai cái chức năng tự nhiên của cơ thể chúng ta nha. Có nghĩa là mỗi ngày, mỗi một tháng như vậy, cái da chúng ta sẽ sản sinh ra collagen mới, và sau đó nó sẽ hủy cái collagen mà đã không còn sử dụng được nữa, sau đó nó để gì, để thay thế vô. Nhưng nếu như bạn chăm sóc da không đúng cách, bạn chăm sóc da không đúng cái gì, cái nhu cầu để đưa được cái dinh dưỡng cho cái gì, cái chất nền ngoại bào này, thì cái lượng gì collagen được sản sinh ra nó sẽ ít hơn cái lượng phân hủy. Có nghĩa là cái enzyme mà bị gọi là enzyme hủy collagen nó sẽ nhanh hơn. Thì nó sẽ làm cho việc collagen trên da của bạn nó sẽ chết nhanh hơn, sẽ đứt nhanh hơn, sẽ gãy nhanh hơn, và càng ngày da của bạn nó càng lão hóa. Đó, thì chính chính cái việc mà nó càng ngày nó càng gọi là gì, cái việc mà enzyme phân hủy collagen nhanh hơn thì nó làm cho da mình suy yếu. Thì đây là năm cái hàng rào chức năng được gọi là gì, quyết định nên sức khỏe của da của mình. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đang chọn một loại mỹ phẩm chúng ta chăm sóc da thì nó có phục vụ được cho năm cái hàng rào này hay không? Nếu như mỹ phẩm hiện tại chúng ta đang sử dụng nó chỉ là sức trên bề mặt của da mà nó không phục vụ được cho năm cái hàng rào này, thì chúng ta nên phải gọi là gì, tìm cho mình một phương án khác để cho da chúng ta khỏe hơn ở nhà ha. Ok không ạ? Thì cái điều này nó được gọi là gì, hơi khoa học một chút xíu, nhưng tuy nhiên nếu như mình không hiểu cái việc mà chúng ta lựa chọn được mỹ phẩm để nó chăm sóc đúng được năm cái nhu cầu này cả nhà, thì chúng ta rất khó đạt được cái mục tiêu, đó là mục tiêu da chúng ta khỏe mạnh, được không ạ? Rồi, và Phụng sẽ gọi là gì, lưu ý vài cái trọng điểm này. Thứ nhất là gì, năm cái chức năng này chúng ta cần phải có những cái bước chăm sóc da như thế này nè. Nhất là cái chức năng hàng rào bảo vệ nè, nó liên quan tới việc là gì, là chúng ta chọn những sản phẩm làm sạch, chọn những sản phẩm làm sạch da một cách an toàn, một cách dịu nhẹ, đúng không ạ? Cái thứ hai là gì, cái hàng rào vi sinh nè, là chúng ta cần phải có những cái dinh dưỡng để nuôi được cái lợi khuẩn trên da. Và ba cái hàng rào còn lại nó liên quan tới cái việc là gì, là chọn những cái sản phẩm kem dưỡng, những sản phẩm tinh chất hay là những sản phẩm gọi là dưỡng cho da, đó là gì, là phải cung cấp được những cái dưỡng chất để nuôi và chống oxy hóa cực kỳ mạnh cho làn da đó, và đưa được những dưỡng chất vào để nuôi đúng cái nhu cầu. Ví dụ như là gì, là cái hàng rào về collagen là phải nuôi đúng collagen, đó là cái hàng rào sắc tố là phải nuôi đúng cái việc làm gì, tăng cái khả năng gọi là gì, giảm sắc tố trên da. Thì khi mà chúng ta đưa được cái mỹ phẩm, chọn được mỹ phẩm tốt để phục vụ cho được cái nhu cầu này, thì chắc chắn cái làn da của các bạn sẽ đẹp. Đó rồi, thì đó là năm cái điều nó đem đến sức khỏe làn da của chúng ta cả nhà. Thì đây là những nghiên cứu về khoa học cả nhà nha, đúng không ạ? Và để mà làn da chúng ta thực sự đẹp một cách bền vững, chăm sóc một cách gọi là gì, đẹp tự nhiên, thì cả nhà để ý tới ba cái vòng tròn này, có nghĩa là gì, ba cái yếu tố quyết định da chúng ta khỏe, để phục vụ cho năm cái nhu cầu của da. Ba yếu tố là gì, đầu tiên đó là chúng ta chăm sóc từ bên ngoài, đúng không ạ, bảo vệ và chăm sóc từ bên ngoài, đó chính là chúng ta chăm sóc cái ngoại sinh, đó là chọn được mỹ phẩm tốt để chăm sóc da, đó là cái đầu tiên. Và lát là Phụng sẽ đưa cho anh chị thấy là những cái khía cạnh để chúng ta lựa chọn mỹ phẩm. Cái thứ hai đó là chăm sóc từ bên trong, có nghĩa là gì, cho chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe tốt, đó là chế độ dinh dưỡng, ăn uống từ bên trong. Và cái thứ ba cực kỳ quan trọng, đó chính là gì, thói quen sinh hoạt của chúng ta, nó cũng quyết định đến vấn đề về sức khỏe của da của mình luôn nha. Đó, cho nên có câu nói là gì, chăm sóc da là một quá trình, được cả nhà, chăm sóc da là một quá trình, nó giống như cả là một sự nghiệp luôn đó, là một quá trình, và chúng ta cần phải có sự bền bỉ, sự tận tâm mới có thể đạt được kết quả như ý muốn. Và chúng ta không nên vội vã, giống như là gì, để chúng ta có thể làm chủ cái sự hiểu biết của mình, thì lúc đó cái sắc đẹp của chúng ta sẽ do ai làm chủ ạ? Do chính chúng ta làm chủ, đúng không ạ? Rồi, ok không ạ? Thông qua phần nãy giờ cũng chia sẻ, cả nhà thấy rằng có điều gì mà mình chưa hiểu không ạ? Ok ha. Đây, đừng để mình phải mắc vào những cái giải pháp mà gọi là bị vướng vào những cái sự quảng cáo ở trên TV này nọ. Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng, đúng không ạ? Đặt ra câu hỏi cho mình là khi chúng ta sử dụng một loại mỹ phẩm nào đó, chúng ta cảm thấy có an tâm hay không? Có an tâm với mỹ phẩm đó chưa? Vậy thì chúng ta đang an tâm về điều gì?
Thứ nhất là sản phẩm nó có nguồn gốc rõ ràng không? Đúng không? À, đây là những cái biện pháp mà nó đang phá hoại sức khỏe da chúng ta cả nhà, phá hoại luôn, chứ không phải là nuôi dưỡng nữa. Nhưng mà sao? Đôi lúc có nhiều 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 anh chị và nhiều bạn trẻ hiện nay là muốn mình đẹp nhanh, cho nên là sau đó vậy, mình cứ nghe ai đó nói là mình cứ theo mình làm, từ khi đẹp xài xong không còn đẹp nổi luôn, đúng không ạ? Đó, rồi những cái kem dưỡng trắng này nọ rất là nhiều. Và cái đáng sợ nhất là hiện nay trên thị trường là gì, rất nhiều sản phẩm đang sử dụng các thành phần gọi là thành phần cấm trong mỹ phẩm, như là corticoid, như là một vài những cái hoạt chất, một lát không cho mọi người xem ha. Đây kem gì đây, đúng không? Nguồn gốc ở đâu, có nuôi được da không? Đó, mỗi lần chúng ta mua cái loại mỹ phẩm này chúng ta luôn đặt ba câu hỏi này. Đây là kem gì, nguồn gốc ở đâu, có nuôi được da không, hay là sức lên trên cái mặt cho nó trắng lên chơi vậy thôi, đúng không? Rồi mình chăm thời gian dài nó có khỏe không, đúng không ạ? Đó, đây là những cái điều mà mình thấy mọi người live stream lên, mọi người bán quá trời luôn, mà mình không hiểu tại sao mọi người lại phải mua, và không biết mua để làm cái gì trên da của mình. Đó, mình đang muốn da mình đẹp nhưng mình đang vô tình đem những cái này về mình phá hoại da của mình không ai, đúng không ạ? Đó, bất kỳ một giải pháp chăm sóc da nào chưa đem lại cho bạn mục tiêu đó là giúp da bạn khỏe, thì không nên tùy tiện sử dụng anh chị ha. Chăm đúng nhu cầu cần thiết mới là điều quan trọng. Rồi, gửi tất cả nhà đây là vài thông tin để chúng ta có thể lựa chọn mỹ phẩm ha cho tốt. Vậy thì bây giờ mình ra ngoài thị trường mình làm sao mình lựa chọn mỹ phẩm tốt đây? Thứ nhất, để ý chút xíu về thành phần. Và hiện nay là có một cái nghiên cứu, là có một cái danh sách hơn 1.300 cái thành phần gây độc hại cho da và vẫn còn tồn tại trong rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm hiện nay, rất nhiều luôn. Và người ta nghiên cứu được là gì, là khi mà 1.300 thành phần này, 300 thành phần này mỹ phẩm ta sử dụng theo thời gian lâu dài, đúng không ạ, thì nó sẽ gây thầm và nó gây hại cho làn da. Cho nên khi chúng ta chọn mỹ phẩm, chúng ta phải làm sao tìm được cái mỹ phẩm mà không chứa những thành phần này. Ví dụ như là gì, paraben, đúng không? Paraben là một trong những cái chất bảo quản trên mỹ phẩm, một cái chất bảo quản mỹ phẩm. Thì cái chất bảo quản này nó sẽ giữ được cái mỹ phẩm lâu hơn, nhưng tuy nhiên khi chúng ta sử dụng trên da chúng ta một thời gian đủ dài, nó sẽ gây nên vấn đề là gì, tăng khả năng kích ứng và làm cho làn da chúng ta suy yếu, đúng không? Ví dụ như là dầu khoáng, đó, dầu khoáng thì đây là những cái chất mà nó sẽ làm cho việc bít tắc lỗ chân lông mà rất dễ gây vấn đề mụn trên da, đó, là những cái chất tẩy bề mặt như là sân phát, đó, sân phát hiện nay nó có rất nhiều trong cái sản phẩm đó, gọi là sản phẩm giặt đồ cả nhà, nhưng mà tuy nhiên là gì, bây giờ người ta lấy cái này ra người ta sử dụng trong cái những sản phẩm như là giặt đồ, những sản phẩm tẩy rửa như là viêm, tẩy bồn cầu này nọ cả nhà, thì người ta sử dụng rất nhiều sân phát và rất nhiều những cái chất tẩy bề mặt này. Nhưng mà bây giờ thì trong cái lĩnh vực về ngành công nghiệp mỹ phẩm thì người ta cũng lấy cái này ra người ta sử dụng trong cái sản phẩm rửa mặt. Đó. Cho nên nếu đọc vào thành phần thấy cái này đừng bao giờ xài, đúng không ạ? Thậm chí là có kim loại nặng. Đó. Và những cái thành phần ví dụ như là cái chất gọi là gì? Đây là cái chất tạo mùi nè. Parfum mà, đây là một trong những cái chất tạo mùi. Cái chất tạo mùi này nè, nó được gọi là gì? Nó làm nên một cái mùi hương của mỹ phẩm. Và khi chúng ta sử dụng cái trong cái loại mỹ phẩm mà có những cái chất tạo mùi, đặc biệt trong cái sản phẩm dưỡng, nó những chất tạo mùi một thời gian đủ dài á, nó có thể gây vấn đề ung thư phổi, có thể gây ra những vấn đề liên quan về dị ứng viêm mũi, dị ứng về sức khỏe, dị ứng da. Đó. Và đặc biệt là gì, là trong các sản phẩm hiện nay mà có những cái chất mà nó có cái gốc gọi gốc đi hoặc là ti hoặc là mi, ví dụ như là đi sinh phát, đó là những cái gốc, và đây là những cái thành phần mà nó hiện nay cả nhà đi mua chai thuốc từ sâu á, đọc vô chai thuốc từ sâu thì thấy ngay cái chữ này, có nghĩa là đây là những cái chất mà người ta phụ gia trong cái việc tạo bọt cái thuốc từ sâu á, để diệt sâu bọ cả nhà. Nhưng mà trong mỹ phẩm hiện nay người ta cũng sử dụng, và đương nhiên là với cái liều lượng nhỏ nhưng mà nó cực kỳ khủng khiếp, đúng không? Và phụng hiện nay là gì, là có một cái danh sách hơn 1.000 gọi là 1.300 thành phần, rất nhiều nữa, nhưng mà hôm nay phụng đưa ra một vài cái thành phần cho cả nhà thôi. Rồi cái điều thứ hai đó chính là gì, cái xu hướng hiện nay chúng ta để đảm bảo được sự an toàn cho làn da, đó là chúng ta cần phải tìm những sản phẩm có một cái tiêu chí được gọi là gì, là tiêu chuẩn mỹ phẩm sạch. Mỹ phẩm sạch vẫn an toàn hơn những loại mỹ phẩm mà chưa được chọn là mỹ phẩm sạch đó, và đạt được cái gì, từ thiên nhiên, đúng không? Và đặc biệt là thiên nhiên thì phải có gì, phải có sự nghiên cứu khoa học cả nhà nha, chứ không phải là mình cứ làm đại một sản phẩm gì đó thiên nhiên ra sau đó mình trộn rồi mình xài, không phải như vậy đâu ha. Thiên nhiên phải có khoa học cả nhà, bởi vì giống như lúc này cũng nói cả nhà đó, thiên nhiên là tốt nhưng không phải đắp lên da là tốt đâu, bởi vì nó còn vẫn còn rất nhiều những cái thành phần ở trong thiên nhiên nó vẫn gây tác hại cho da nha. Giống như hôm nói đắp dưa leo nè, đắp dưa leo cũng không phải là tốt đâu cả nhà nha.
À, đắp dưa leo không phải là tốt đâu, mình càng đắp sau này da mình nó càng khô, đúng không? Rồi à, thứ ba là gì? Là nó phải có những công nghệ để có thể thẩm thấu được những cái dưỡng chất vào trong da à, và các thương hiệu mỹ phẩm, các loại mỹ phẩm luôn, người ta hơn nhau ở chỗ là gì? Là phải đưa sâu vào trong da để nuôi được da. Chứ còn nếu mà ngày nay xài mỹ phẩm hóa chất á, mà còn có công nghệ để đưa cái hóa chất vô da này thì rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Chắc chắn là không cần đâu. Đó, và đương nhiên là phải thiên nhiên và phải có công nghệ đó, công nghệ cao, đúng không ạ? Và điều thứ tư cực kỳ quan trọng đó là sản phẩm đó có gì, có chứng minh lâm sàng không, à có đưa ra ngoài chứng minh lâm sàng không, à, có đưa ra ngoài viện da liễu không. À, cái chứng minh lâm sàng này là nó được dựa trên yếu tố là gì, là thử nghiệm trên người, à, thử nghiệm trên da người thật và có chứng minh lâm sàng, và không phải thử nghiệm cho một người mà là thử nghiệm cho một cái viện rộng, đúng không? Có một cái số lượng người rất lớn đó, cả nhà ha. Cho nên khi mình sử dụng mỹ phẩm mình phải coi những cái điều này. Rồi gì ạ? Cái thương hiệu này có uy tín không? À, thương hiệu này có một cái uy tín thương hiệu lớn ở một cái diện rộng hay không? Hay chỉ là thương hiệu ở một cái chợ thôi, đúng không ạ? À, ví dụ hiện nay trong những sản phẩm lớn như là gì, trong cái top 10 thương hiệu hoặc trong top 5 thương hiệu, đúng không? Và nếu chúng ta tìm được những mỹ phẩm lớn đó thì nó rất là tốt, đúng không? Rồi đặc biệt là gì? Các thành phần ở bên trong mỹ phẩm đó chúng ta có được quyền truy xuất nguồn gốc hay không? Có nghĩa chúng ta có được quyền hiểu hay không? Nếu chúng ta sử dụng loại mỹ phẩm mà chúng ta không biết gì bên trong đó thành phần đó là cái gì hết cả nhà thì chúng ta không an tâm được à, và thành phần và nguyên liệu luôn, đúng không? Thì đây là gì? À, đây là sáu cái điều mà cũng muốn chia sẻ cả nhà, đó là những cái tiêu chí để cả nhà có thể chọn mỹ phẩm. Vậy thì thông qua nãy giờ thì cho hỏi tất cả anh chị là gì, khi anh chị sử dụng mỹ phẩm chắc chắn là trước giờ có thể nhiều anh chị nói là mình cũng chưa bao giờ biết tới cái việc là chọn mỹ phẩm như thế nào à, nhưng mà cả nhà cứ suy nghĩ về điều này, đúng không? Đó, vậy thì cho hỏi là tất cả những anh chị mới ngày hôm nay các anh chị thấy là cái mỹ phẩm mà chị đang sử dụng á, về nghiên cứu lại xem nó có đạt trong những cái tiêu chí này không, đúng không? Nếu như ngày hôm nay mình cảm thấy là vẫn chưa tìm được một cái mỹ phẩm mà nó có một cái những cái tiêu chuẩn để mà đạt được những tiêu chí này thì Phụng cũng muốn chia sẻ với cả nhà về một cái thương hiệu mỹ phẩm, và đây là thương hiệu mỹ phẩm mà bản thân Phụng đã chọn để dùng, mình đã chọn để dùng và mình cũng đã dùng cái mỹ phẩm này cũng nay là khoảng là 9 năm rồi cả nhà ha, và mình cảm thấy rất là hài lòng với mỹ phẩm này. À, đây là thương hiệu của Artistry đó. À, và các nhà chỉ cần lên trên mạng search ra trên thế giới phẳng này, đó là Artistry hiện nay đang đứng đầu trong top 10 thương hiệu mỹ phẩm trên toàn thế giới cả nhà ha, đứng đầu trên top 10 đó, trong top 10 có Lancôme, Estée Lauder, Clinique, Sofina vân vân, rất là nhiều sản phẩm trong top 10 đó, nhưng mà riêng Artistry thì đứng đầu trên top 10 luôn, có nghĩa đứng đầu thế giới luôn đó. Và khi Phụng đã nghiên cứu ra cái mỹ phẩm này mình cảm thấy cực kỳ tuyệt vời. Đó, và hiện tại mỹ phẩm này là gì, là có 10 năm tài trợ cho cái chương trình về hoa hậu của Mỹ, có nghĩa là tài trợ chăm sóc cho da của hoa hậu luôn à, rất là cam kết và đảm bảo à, và với cái thương hiệu mỹ phẩm này anh chị biết không, đã có một cái lịch sử là 60 năm rồi đó không ạ? À, cái người sáng lập ra cái mỹ phẩm này chính là Edith Renbaugh, là vợ của ngài Karen Bo, là một trong những người đã tạo ra cái thương hiệu dinh dưỡng số 1 thế giới hiện nay đó, một cái quá trình luôn từ năm 1958 tới bây giờ. Đó, thương hiệu Artistry được sinh ra từ tình yêu dành cho vẻ đẹp và sức khỏe, và đây là một cái thương hiệu mà nó được gọi là gì, dựa trên một cái nghiên cứu khoa học đứng đầu thế giới, đó là khoa học về chăm sóc sức khỏe của làn da, đó là cái cốt lõi luôn cả nhà, và đã 60 năm. Cho nên mình rất là tin tưởng về thương hiệu này, bởi vì lý do là gì, một cái thương hiệu mình sử dụng cho da mà đã có kinh nghiệm 60 năm nghiên cứu rồi, đúng không? Đấy, và 1.300 cái thành phần gọi là gây hại cho da cả nhà, để đạt cái tiêu chuẩn sạch đó mà cũng chia sẻ cả nhà, nó cũng đến từ thương hiệu mỹ phẩm này, đúng không? Ok. À, đột phá là có thương hiệu gọi là gì, đột phá về cái xu hướng dẫn đầu trong ngành về sản xuất, đó là mỹ phẩm tiêu chuẩn sạch. À, mỹ phẩm tiêu chuẩn sạch đó, được gọi hiện nay là cái trong tất cả cái ngành làm đẹp thì Artistry là cái công ty dẫn đầu trong việc sản xuất ra mỹ phẩm đạt được tiêu chuẩn sạch. Thì đây là vài cái tiêu chí mà cho anh chị xem nè. À, đạt được tiêu chuẩn sạch đúng không ạ? À, thứ hai là gì, là cái người tiêu dùng cho như chúng ta sẽ có cái quyền đó là truy xuất nguồn gốc từ từng thành phần bên trong sản phẩm luôn. À, và trong sản phẩm này sẽ không chứa đó, không chứa 1.300 cái chất gây hại, và có cả cái danh sách những cái chất này luôn đó, và trên đây có vài cái chất nè, ví dụ như thành phần gây kích ứng da đó, được kiểm nghiệm nè, các thành phần có gốc từ động vật không chứa trong đó luôn ha, giống như nhau thai cừu vậy đó luôn, chúng ta thấy à, tại vì những thành phần mà chiết xuất từ động vật khi mà sản xuất à, nó sẽ có những cái vấn đề từ vấn đề về vi sinh, cho nên nếu chúng ta không có một cái việc mà sản xuất một cách gọi là gì chu đáo, nó sẽ gây ảnh hưởng đó.
rồi như là dầu khoáng không chứa paraben, đúng không ạ? Không chứa những cái chất gọi là sunfat, những chất hoạt động bề mặt không chứa silicon. Đó, đây là những cái chất và được cam kết bởi thương hiệu 60 năm cả nhà nha. Chứ là ngày hôm nay chúng ta sử dụng một loại mỹ phẩm á, mà từ một thương hiệu và 60 năm thì rất là an tâm, đúng không ạ? Rồi gì ạ? Cái điều mà rất là thú vị từ cái mỹ phẩm này nữa là gì, là ngoài việc mà đạt được cái tiêu chuẩn sạch đứng đầu toàn thế giới hiện nay, dẫn đầu xu hướng, thì còn được cái hiệp hội gọi là hiệp hội thuần chay, đó là hiệp hội thuần chay Vega chứng nhận, được chứng nhận. Và đây là một hiệp hội mà được thành lập năm 1945 tại Mỹ đó nha, là một hiệp hội cực kỳ uy tín đó, và để đạt được cái tiêu chuẩn này nè. Cho nên là cho cả những người mà gọi là xu hướng của những người mà ăn gọi là ăn chay á, cũng có thể sử dụng cái này. Thuần chay có nghĩa là sao? Đó là mỹ phẩm là hoàn toàn từ thực vật, hoàn toàn từ thực vật và không sử dụng thành phần từ động vật. Đặc biệt là gì? Là kiểm nghiệm trên da của người để bảo vệ động vật, chứ không có sử dụng trên da động vật luôn. Đó, để đạt được một cái mục tiêu là gì? Đem đến cái hiệu quả tốt nhất cho cái người tiêu dùng. Đó, và không có chứa những thành phần từ nguồn động vật. Đó, thì đây là những cái tiêu chuẩn được đạt trong cái gọi là tiêu chuẩn Vega. Cả nhà vô. Và nó đạt được cái tiêu chuẩn là từ cả từ bên trong cái sản phẩm ra tới cái vỏ hộp luôn. Đó, và cái điều quan trọng nhất là gì? Họ có cái yếu tố rất là nhân văn. Đó chính là gì? Là sản xuất cái sản phẩm ra để sử dụng nhưng luôn luôn giữ được một cái tiêu chí. Đó chính là gì? Là công thức có khả năng tự phân hủy sinh học khi thải xuống môi trường, để bảo được vệ được cả môi trường và bảo vệ được cả cái rặng san hô trên cái môi trường sinh thái ở dưới nước luôn. Đó, thì đây là những cái điều mà Phụng thực sự cảm thấy rất là hài lòng. Mình cảm thấy là cực kỳ có gọi là tin tưởng và yêu quý cái dòng sản phẩm này để chăm sóc da cho bản thân và cho gia đình của mình. Đó. Đó, và hầu như là khi mà nghiên cứu thì cái sản phẩm này, cái dòng Artistry nó đạt được toàn bộ 6 cái tiêu chuẩn lúc nãy Hùng chia sẻ cả nhà. Đó. Và hiện nay mình chưa tìm thấy những sản phẩm khác mà nó đạt được những tiêu chuẩn này. Rồi. Và một điều quan trọng nhất đó nữa là gì? Là trong cái mỹ phẩm này nó có một cái điều tuyệt vời. Đó chính là cái thương hiệu Artistry là thương hiệu làm đẹp duy nhất trên thế giới hiện nay, được bảo trợ bởi cái thương hiệu số 1 thế giới về vitamin khoáng chất, đó chính là Nutrilite. Đó là ông tổ của cái ngành gọi là dinh dưỡng, và tất cả cái nguồn nguyên liệu được lấy từ trang trại hữu cơ của Nutrilite. Đó, thì cái điều này cả nhà sẽ tìm hiểu tiếp theo ha. Đó. Rồi. Đó, sự kết tinh từ tự nhiên và khoa học. Và một thông tin nữa chia sẻ cho cả nhà thấy được là gì, sự tỉ mỉ của cái dòng mỹ phẩm này. Trước khi đưa mỹ phẩm ra bên ngoài thị trường hoặc là đưa xuống tất cả các châu lục, thì trong cái thương hiệu này anh chị biết không, họ sở hữu một cái dữ liệu lớn nhất thế giới hiện nay về chăm sóc da, đó là hơn 32.000 cái làn da của 5 châu. Và khi họ sản xuất một loại mỹ phẩm cho bất kỳ một cái thương hiệu, cho một cái châu lục nào, thì họ chỉ dành riêng cho cái châu đó. Ví dụ như tất cả mỹ phẩm hiện nay đưa về châu Á thì họ sẽ nghiên cứu trên da người châu Á. Chứ họ sẽ không đưa mỹ phẩm nghiên cứu trên da người châu Âu về cho châu Á xài. Và họ nghiên cứu trên cả cái khí hậu, trên cả cơ địa vùng miền của cái người châu Á luôn. Cho nên đó là một trong những cái điều cực kỳ tuyệt vời từ cái thương hiệu này. Bởi vì sao? Họ hướng tới cái việc là cá nhân hóa trên từng cơ thể của người. Thì để làm được điều này, anh chị biết không? Nó phải có một cái gì? Một cái nguồn nhân lực về khoa học cực kỳ lớn. Và ở thương hiệu này họ tới hơn 1.000 nhà khoa học lận. Rồi. Đó. Những chương trình lớn mà cái thương hiệu mỹ phẩm này đã tài trợ cũng giống như là đồng hành. Như là Busan, Liên hoan phim quốc tế, đúng không ạ? Vân vân. Và đây là cái dòng sản phẩm mới. Dòng sản phẩm xu hướng về tiêu chuẩn mỹ phẩm sạch. Rất là dễ thương. Nó sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng và phục vụ chính những cái 5 cái chức năng hàng rào bảo vệ da, và nó giúp cho da của các bạn càng ngày càng khỏe hơn. Và khi mà bạn sử dụng khoảng chừng 1 tuần 2 tuần, bạn sẽ cảm thấy cái da bạn nó bắt đầu tươi mới lên, nó sẽ gì, nó khỏe hơn, đúng không? Chức da miễn dịch mình tốt hơn, cái khả năng gọi là gì, cái khả năng bảo vệ da nó tốt hơn. Và bạn sử dụng tầm khoảng chừng là gì, 4 tuần đến 8 tuần là bạn sẽ thấy da bạn có sự thay đổi rất là rõ rệt. Nhưng mà càng chăm da mình càng khỏe, đó là cái tiêu chí ha cả nhà ha. Đó, và hiện nay là đang có 4 dòng sản phẩm. Đó, và mới gì về có 2 dòng thôi, và chuẩn bị sẽ tháng 8 sẽ ra thêm 2 dòng nữa, đó là 2 dòng dành cho chuyên sâu để tăng khả năng phục hồi nám và tăng khả năng cải thiện lão hóa. Và hiện nay đang có 2 cái dòng cơ bản nhất, đó chính là nuôi sức khỏe da, đó, nuôi 5 cái chức năng của hàng rào bảo vệ da,